Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin hôm nay là video cho thấy 4 lính Nga đang phục kích trước một căn nhà vì nghi ngờ có binh sĩ của quân đoàn tự do Nga đang ẩn nấp. Một trong số họ cố ý ném quả lựu đạn vào nhà, nhưng do anh này bị sảy tay nên thay vì quả lựu đạn bay vào bên trong thì lại rơi xuống ngay dưới chân của chính người đồng đội phía trước anh. Sau khi một lính Nga thiệt mạng, thì vài giây sau, ngay lập tức một UAV của quân đoàn tự do Nga bay đến, tấn công những người còn lại. Tiếp đến là video cho thấy, ở vùng Belgorod, Nga, quân đoàn tự do Nga dùng súng cối OBG-7, OXXG-1 cùng vũ khí nhỏ và drone FPV tiêu diệt một nhóm lính Nga đang ẩn nấp trong một căn nhà ở vùng Belgorod. Video cho thấy một xe tải Euro của Nga ở vùng Belgorod bị UAV cảm tử của quân đoàn tự do Nga tiêu diệt. Chiếc xe bọc thép chở quân đang đứng im bất động thì bị một chiếc drone FPV tấn công từ phía sau, khiến chiếc xe phát nổ. Còn đây là hai chiếc tăng T-72B bị phá hủy ở Donetsk, trong đó một chiếc đang bị thiêu rụi. Lại thêm một chiếc T-72 nữa của Nga bị phá hủy, nhưng lần này là ở gần làng Termi, theo hướng Crimea. Video cho thấy, hai binh sĩ Nga dùng gậy và xẻng đấu với một chiếc drone FPV của Ukraine, nhưng họ cũng cùng chung số phận với những binh sĩ xấu số khác. Cả hai đều bị tiêu diệt. Video cho thấy, 5 lính Nga bị UAV cảm tử tiêu diệt dưới sự điều khiển của các chiến sĩ thuộc đơn vị 103 thuộc lực lượng phòng vệ độc lập Ukraine. Và đây là video cho thấy các chiến binh của lữ đoàn đặc nhiệm số 12 Azov điều khiển UAV tiêu diệt bộ binh địch theo hướng Crimea.
Phòng không Ukraine dùng hệ thống phòng không tầm thấp Ashram do Anh viện trợ, bắn hạ drone trinh sát Supercam của Nga ở miền nam Ukraine. Video cho thấy hai xe tải Euro của Nga bị tấn công bởi UAV khi đang trên đường vận chuyển hàng hóa vào ban đêm. Những lính Nga trên xe vội vã tháo chạy vì sợ bị tiêu diệt chung với chiếc xe. Lương thực, nước uống cùng với các nhu yếu phẩm của binh sĩ Nga cũng là một trong những mục tiêu chính của những chiếc FPV của Ukraine. Video cho thấy một hệ thống pháo tự hành BM-21 Rab của Ukraine bị drone Lancet của Nga bắn trúng. Xe tăng của quân đoàn tự do Nga bị phá hủy ở vùng ven Belgorod. Trong diễn biến liên quan, vào ngày 20 tháng 3, 2024, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã dọn sạch lực lượng quân đoàn tự do Nga ở làng Kozinka, vùng Belgorod. Tiếp đến là những hình ảnh trên tiền tuyến của các binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới thứ 42. Một binh sĩ của lữ đoàn đã viết rằng, lữ đoàn của chúng tôi đảm bảo một cách đáng tin cậy về khả năng sẵn sàng chiến đấu liên tục của các đơn vị thông qua huấn luyện có hệ thống, kiểm soát chặt chẽ tình trạng trang bị và vũ khí, cũng như không ngừng nâng cao kỹ năng chiến thuật. Mỗi quân nhân đều ý thức được trách nhiệm bảo vệ đất nước và khéo léo thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhờ đó, các đơn vị của chúng ta luôn sẵn sàng ứng phó hiệu quả trước mọi thách thức, mọi mối đe dọa. Lực lượng biên phòng Ukraine đã ngăn chặn kế hoạch vượt biên của 9 người đàn ông Ukraine, trong đó có 2 người phụ trách, dẫn 7 người còn lại vượt qua cửa sông Rinka. Thông tin đăng trên Telegram cho hay, tại Kharkiv vừa ghi nhận một vụ tấn công của quân Nga khiến một tòa nhà bị hỏa hoạn nghiêm trọng. Các nhân viên cấp cứu của cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước được điều đến để cứu hỏa và sơ tán những người bị mắc kẹt bên trong. Tính đến thời điểm hiện tại, đã phát hiện có ít nhất 5 người thiệt mạng sau vụ tấn công này. Thank you.
Kết thúc bản tin là những khoảnh khắc hạnh phúc của những binh sĩ Ukraine khi được đoàn tụ cùng gia đình của mình.